Mộc đăng ông Pi trầm lại sầm khăn bẹp bòn anh ạ cốt Griezmann nâng mâu ra tá, Kroy thạ lơ AT nâng Barca chụp khnhi sa bàn môn. Anh ạ cốt ở bắc sai, Prayut Barang Prakhai đo sân thực sân thọp ông tuần này Griezmann. Cứ chia protein bọt muối không chấm nóng protein bọt nia ní đại tử ban lược dược một bị phía xa rồi viên nịu protein bọt club Atletico Madrid Logil Marin nâng nịu cây la ở bọt club Barcelona Log Mateu Alemany ông long pel chụp cho chết nhằm ai hấp pel nghe chìm muối khnía nơi Rittany Madrid protein Spain cả bị thay bờ hoa sạp đá môn nẹt tiếng pí cô ban này dây khnhi ông Pi Alvaro Morata phong đái chỉ là cô đã được cầm bóng lên nơi Juventus lừa cách sân nhà chơi Pi Atletico Madrid nhưng chỉ là cô đã được Xavi Hernandez chấp rắm trang bán tăng tài bị khai mở ra cho năm Pi Palma Pi Pi hàng cầm này cứ chia chấm đất sầm khăn cẩn lư một chấm nón sầm ráp bảy mất đầm bảy ai dồi bán ông Pi Anacot đập hơi sôi ở bờ Griezmann ប្រហែលប្រិមត្តនៃចាំហើយថា Barcelona បានបង់ផ្ដាច់កុងត្រា តម្លៃ 120 លាន អឺរ៉ូ ដើម្បីយក Griezmann ចេញពី Atletico Madrid ទៅ Catalonia កាលពីរដូវក្តៅ 2019 2 ឆ្នាំក្រោយមក ពោលគឺរដូវក្តៅ 2021 ដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្លឹប Barcelona បានបញ្ចេញកីឡាករ មួយចំនួន រួមទាំងការបាត់បង់ Lionel Messi ទៅលើដៃ PSG ដែលគ្មានតម្លៃផ្ទេ hai Griezmann trở ban bệnh chênh từ lớp mộc ở Atletico Madrid xây vinh lực cách sân nhà mùi năm cả pi ở đời cả đời pi pon mà phải mũi ôm đôi chùm rơ bàn lại bàn thay mùi năm tiết nâng chùm rơ tinh bắt đắt không đầm lại sai sập liền ở đó nơi năm pi pon mà phải bảy bà ta mà cả chấm lấy sầm khăn tim mũi pi pon từ nâng anh cốt ở đó bà Griezmann cứ Atletico Madrid cầm bóng sắc xa ở đó Urubamona đầm bấy bằng chiếc ca chậm nái lôi trả ơn lời Griezmann đồng bây nôm dô kê bì Barcelona chỉ bằng to nơi khả năng rời đại ca bì bòn mà phải bì bòn mà phải bày Atletico Madrid cầm bông kích ở rộng với thi bà xanh dịch thái trong tình bắt đạch Griezmann bì Barcelona khả năng rời đại ca đau bì bòn mà phải bì nâng tay mà đón cầm bông ở rộng với thi thơ nhóm ích đồng bây cầm mọi đồng lấy nâng thay đo sai sập liên ở rộng Atletico Madrid kích thà Barcelona cua tay tùm lẹ đồng lấy tiêm tìa chung phu ca lụa Griezmann Atletico Madrid đăng cho bác tha person bà Griezmann vô tư Barcelona vinh nông rồi đời ca bì bòn mà phê bì bòn mà phê bấy Barcelona bà gọt chi chuộc vi bắt hệ rãnh vật thọ bằng thay em tiết hời ca bằng chân Griezmann mặc ai Atletico Madrid ca bì thang thị xam sở môi xây hạ bì bòn mà phê muối nâng cứ đam bây cắt bằng thoi kênh chọc chùm này chi bì xét kênh chọc bạc khai bà chăm chân nam rồi bà khlập tên mà đón đại công bông đàn nền đón tên mà đón rồi hốt đón bù kê mình ai xong bây tài chọc kênh sân nhập thamây cho mùi Messi để xa tại cảnh cho bà khai xa rộp và chăm cho năm được nông club nâng cho ra ơn hùa bị ca cầm nọt ở bà La Liga hơi dùm rạp Griezmann bị vọt ở bà kê khăn nông mùi cho năm cứ chiêng mà phê pi liên ở rô ấy nọ cho ra ơn mình tên Barcelona nơi khăn nông ở đây cái đai gần lông tứ bà em xì dìm xùm rộp xùm rùa cho mùi cái lá co nơi khăn nông club ở bà luôn đòi mùi chùm nốn nâng ao từ club xe anh chay mà chùm nốn nâng bù kê trong bánh chanh bà là nà mình prôm chanh tế trai bà chọc bà khai cắt bà khai đòi mới thua như nắng cặp bàn thoi cảnh cho bà khai xa rộp nâng ao xa smile tận năng chấm nút cầm nát ở bà La Liga mình ao lơ tê. Bảy hai hai anh vật thô, bảy hai cảnh chọc prak hai phần trăm năm năng ấy chia upasak. Sầm rạp Barcelona khăn ca cho cha vô cái lá cờ lo bay thay một. Hơi Barcelona công phong tài xoay rồi với thi sa. Đồng bây thôi miền tây là giáp phía nơi khăn cảnh chọc chấm nai lơ cảnh chọc prak hai nơi khăn club ở bà Phuket. Mấy thứ vậy ná, ai nó cho cái lá cờ thay thay mà chấm nôn, xem rạp bằng răng cầm bục cột bên trên dọc biên, con ông ra đời cả thay pi pan mà pi pi pan mà pi bay. Chấm nói, sầm khăn mũi tiết, đại chi con sầm bắt mũi xem rạp Barcelona, nó cứ Griezmann trong nơi chấm mũi Atletico Madrid to từ tiệt. Griezmann từ ban lục Diego Simeone tình một pi Real Sociedad tăng tại pi năm pi pan đập buồn, cứ cào chọc Portugal gặp FIFA World Cup nơi Brazil. Hai kru bằng cô chân chết ở dòng tin Simeone ní cứ chia cắt ta snow khăn ông ca nôm dô Griezmann tà lọp mộc Atletico Madrid vinh khăn ông rập đại đại bì bằng một phái mùi cái lòng tử đòi Griezmann dô lô prôm tà lọp một phơ ca chi mùi nâng cừu bậc chạc bậc luôn lòng vinh đòi Griezmann bàn dô lô prôm bàn chọc bạc hai dạng tra ơn rập bậc luôn đồng bây bàn tà lọp một phơ ca chi mùi nâng cừu bậc chạc bậc luôn nơi Atletico Madrid hai bật tà mạc cá
Griezmann ពុំមានបំណងចង់ត្រឡប់ទៅលេងឲ្យ Barcelona វិញទេបើទោះបីជា Griezmann មានរដូវកាលពុំសូវកាក់កបក្នុងការចូលរួម Atletico Madrid ឡើងវិញក្នុងរដូវកាល 2021-2022 ដែលរកបានត្រឹមតែ3គ្រាប់ហើយនឹង Aziz 3គ្រាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោក Simeone មានទំនុកចិត្តពេញទំហឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងឈ្នះពាន World Cup 2018វ័យ31ឆ្នាំរំនេះនឹងរកឃើញគុណផលល្អរបស់គេឡើងវិញដើម្បីលេងល្អជាថ្មីសម្រាប់ Atletico Madrid នៅរដូវកាលបន្ទាប់ជម្រើសមួយទៀតដែល Atletico Madrid អាចធ្វើជាមួយ Barcelona គឺការដោះដូរកីឡាករព្រោះថា Juventus បានប្រកាសរួចហើយថានឹងមិនទិញផ្ដាច់ឬមួយក៏បន្តកិច្ចសន្យាខ្ចី Morata ពី Atletico Madrid បានទៀតទេហើយ Morata នេះកាលពីខែមករាកន្លងទៅលោក Xavi ចង់បានខ្លាំងមែនទែនកណោះគឺតាំងពីមុនពេលយកបានជាអេមេរិកអូបាមីយ៉ាងពីអាសណលម្លេះហើយម៉ូរ៉ាតាក៏នោះក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចេញពីយូវិនទូសទៅលេងឲ្យបាសេឡូណាដែរម៉ូរ៉ាតាក៏មិនសូវជាចង់ទៅអាតាលីកូប្រហែលដែរព្រោះគេមិនជោគជ័យនៅទីនោះទេទើបគេត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យយូវិនទូសខ្ចីរយៈពេល2រដូវកាលអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយលុយពីហោប៉ៅសុតឬការនាំយកគ្រីស្មានពីបាសេឡូណាមកអាតាលីកូម៉ាឌ្រីតជាចន្ទ្រៃក្លឹបអាតាលីកូម៉ាឌ្រីតអាចនឹងយកម៉ូរ៉ាតាគឺជាធ្នូដោះដូរជាមួយនឹងបាសេឡូណាដើម្បីកាត់បន្ថយការទាមទារសាច់ប្រាក់ពីសំណាក់ក្លឹបបាសេឡូណាហើយម្យ៉ាងទៀតម៉ូរ៉ាតាក៏សល់កិច្ចសន្យាជាមួយអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតតែមួយរដូវកាលទៀតទេមានន័យថានៅរដូវក្តៅ2023ម៉ូរ៉ាតានឹងផុតកិច្ចសន្យាជាមួយអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតហើយគេអាចចាក់ចាញ់ពីក្លឹបដោយហ្វ្រីតែម្ដងគឺពុំមានតម្លៃផ្ទេរទេអញ្ចឹងជាជាងទុកចោលខាតមិនបានចំណូលចូលក្លឹបអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតអាចនឹងសេរីចរចាឲ្យម៉ូរ៉ាតាទៅបាសេឡូណាឆ្នាំនេះហើយបន្ថែមទឹកលុយមួយចំនួនយកគ្រីស្មាន់ពីបាសេឡូណាដាច់តែម្ដងជាជាងការបង់លុយ40លានអឺរ៉ូសុបទៅឲ្យបាសេឡូណាប៉ុន្តែការចរចាគ្នារវាងអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតនិងបាសេឡូណានឹងមិនទាន់ចប់មិនទាន់ហើយទេនឹងបន្តជជែកគ្នាបន្តទៅទៀតកាលពីរដូវក្តៅមុននឹងអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតក៏ធ្លាប់បានព្យាយាមចរចាដាក់កីឡាករជាថ្ណូម្ដងហើយជាមួយបាសេឡូណាដោយកាលនោះអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតចង់ឲ្យសាអ៊ូលនីកេសទៅបាសេឡូណាដូរគ្នាជាមួយនឹង Griezmann តែ Barcelona អត់យក Saul កណ្ដងហើយ Saul បន្តមកក៏ត្រូវបាន Atletico បញ្ចេញទៅឲ្យ Chelsea ខ្ចីមួយរដូវកាលទៅតែខ្សែបម្រើកណ្ដាលអេស្ប៉ាញរូបនេះដែលអាចលេងទូនទីការពីស្ដាំក៏បានហ្នឹងគឺមិនជោគជ័យនៅ Chelsea ទេសម្រាប់ Atletico Madrid អ្វីដែលច្បាស់លាស់មួយទៀតហ្នឹងគឺពួកគេបានប្រកាសហើយថាខ្សែប្រយុទ្ធចាស់វសាអុយរ្កាយវ័យ35ឆ្នាំ Luis Suarez នឹងចាក់ចេញពីក្លឹបនៅដំណាច់រដូវកាល 2021-2022 នេះSuarez បានចេញពី Barcelona មកលេងឲ្យ Atletico Madrid ក្នុងរដូវក្តៅ2020ហើយគេបានរួមចំណែកជួយ Atletico ឈ្នះជើងឯក La Liga ក្នុងរដូវកាលទី1របស់គេជាមួយក្លឹបដោយ Suarez រកបាន21គ្រាប់ពីការចូលលេង38លើកសម្រាប់ក្រុមលោក Simeone នៅដំណាច់រដូវកាល 2021-2022 Suarez នឹងចាក់ចេញហើយហើយបើតាមលោក Fabrizio Romano បានរាយការណ៍ថា Suarezមានបំណងចង់បន្តអាជីពនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបន្តទៀតមិនចង់ទៅលេងនៅទ្វីបអាមេរិកឬក៏នៅទីណាផ្សេងក្រៅពីអឺរ៉ុបទេគឺបំណងរបស់គេចង់បន្តនៅអឺរ៉ុបហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗក្នុងចំណោមក្លឹបដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ Suarez រួមមានទាំង Aston Villa ផងដែរដែលលោក Steven Gerrard កំពុងធ្វើជាអ្នកចាត់ការនៅទីនោះលោក Gerrard គឺជាអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់ Suarez កាលនៅ Liverpool ហើយក្រៅពី Aston Villa ដែលមានបំណងចង់យក Suarez ទៅដើម្បីពង្រឹងគុណភាពប្រយុទ្ធប្រជែងយកតំណែង Top 6 Premier League រដូវកាលក្រោយហ្នឹងក៏មានក្លឹបដទៃដូចជា Inter Milan របស់អ៊ីតាលីក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ Suarez ដូចគ្នាតទៅទៅនឹង Atletico Madrid ដែរមួយរយៈមុនហ្នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា Paulo Dybala បានព្រមព្រៀងផ្ទាល់មាត់ដើម្បីមកចូលរួម Atletico Madrid ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាចាំអារម្មណ៍ទេមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដូច Suarez ទេហើយចំពោះ Dybala អ្វីដែលច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺគេនឹងមិនបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយ Juventus ទេកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្ននឹងចប់នៅត្រឹមចុងខែមិថុនា2022 Juventus បានប្រកាសថានឹងមិនបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង Dybala ទេហើយ Dybala ក៏មិនទាន់និយាយអំពីក្លឹបថ្មីដែរគ្រាន់តែមួយរយៈមុននឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគេបានជ្រើសរើសក្លឹបថ្មីនៅក្នុងចិត្តគេរួចហើយគឺ Atletico Madrid ដែលមានលោក Simeone ជាគ្រូបង្វឹកនឹងជាជនជាតិអាសង់ទីនដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាចាមរាមទេមិនទាន់មានអ្វីច្បាស់លាស់បញ្ជាក់នៅឡើយទេចំពោះអនាគតរបស់ Dybala គ្រាន់តែថាការចាក់ចេញពី Juventus គឺច្បាស់លាស់ហើយតែក្រៅទៅពី Atletico Madrid ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថា Paris Saint-Germain ក៏ចាប់អារម្មណ៍ Dybala ហើយកន្លងមកកាលពីនៅសល់កិច្ចសន្យាជាមួយ Juventus
Tiếng Tottenham Hotspur, cả lúc Mauricio Pochettino nơi trên trận cá, tiếng Manchester United, cả lúc Ole Gunnar Solskjaer nơi trên trận cá. Sắp tại trong bàn đi bà là hai bàn tiệm tôn từ từng ọc nếp, bàn tay đi bà là ọt bà mốc, đòi nơi dùm bùi ninh chú vùn thu bà to thì là hốt đòi chọc cách sân giả. Hãy xong một thêm tí tiết phong đá, tiệm tôn từ nâng chú vùn thu nút cứ tha Paul Pogba. Nên nghĩ được bà kế cầm ơn thì cho cha chú mùi chú vùn thu, chú mình ca thật lọp từ vĩnh. Ở vậy đại chi ổ bà xã mối nó cứ tiệm tôn từ nâng bạc khai, thật ta chú vùn thu. Vô sớp tạm cả tìm tiền bà Pogba, rồi bà Pogba nó vô sớp tạm cả sản xong rồi bà chú vùn thu, có nâng ca cắt bà thoi. Tổng hôm bạc khai biểu vầy được kể từ tù bàn phim mẹn dù đại vượt tê. Ở đây là bí chú vụn tốt, phát hình sáng sạch mắng có bông tạch châu rung bà chênh để mây dục phạc bà này phù phạc bà nâng chênh phim mẹn dù nâng đầm lại cho đại đại ca phí bọn mà phái mùi mà phái phí nâng hai là bê lực cách sân giá phát sở phô lập hiệp.